Chào quý vị, mời quý vị đến với chương trình hướng dẫn tìm hiểu luật Việt Nam thuộc Đề án Dân quyền Việt Nam, chương trình do PPSOS tổ chức với sự tham gia của Tổ chức Liên minh Chống Trạch Tấn Việt Nam VNCIT. Để có đầy đủ thông tin về đề án này, xin vui lòng gửi mail tới địa chỉ dân quyền.ppsos.org hoặc liên hệ qua trang Facebook PPSOS Đề án Dân quyền Việt Nam sau đây chúng ta sẽ đến với chín bài học thuộc nhóm các vấn đề về hoạt động tố tụng và trong bài học đầu tiên này chúng ta sẽ cùng anh tmt tìm hiểu về chứng cứ và nhân chứng trong hoạt động tố tụng thưa anh tmt bây giờ anh có thể bắt đầu bài học hôm nay với định nghĩa thế nào là chứng cứ dùng trong hoạt động tố tụng dạ xin mời anh ạ Cảm ơn Annie. Chứng cứ là thành tố quan trọng nhất dùng để làm căn cứ giải quyết các vấn đề pháp lý nói chung và trong hoạt động tố tụng nói riêng. Theo quy định tại các Điều 93 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, Điều 86 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Điều 80 Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính cũng thực hiện trong năm 2015. Thì những gì có thật được cơ quan tiến hành tố tụng hoặc được các bên tham gia trong vụ án bao gồm như là các người bào chữa, các luật sư, rồi các nguyên đơn, các bị đơn thu thập theo một trình tự đã được pháp luật quy định và được dùng làm căn cứ để giải quyết một vụ án. Thưa anh, chứng cứ quan trọng là như vậy thì một câu hỏi được đặt ra là đâu là những thuộc tính hay dấu hiệu để làm nên tâm quan trọng đến vậy của chúng? À, vâng chứng cứ thì nó phải có đầy đủ ba cái thuộc tính này thì mới là một uh, chứng cứ được đó là gồm có tính khách quan tính liên quan và tính hợp pháp à, tính khách quan của chứng cứ thể hiện ở chỗ là chứng cứ phải là những cái gì có thật tồn tại ngoài ý thức chủ quan của bất cứ ai bao gồm cả những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng không một ai có thể tạo ra được chứng cứ mà chỉ có thể tiến hành thu thập chứng cứ nghiên cứu chứng cứ đánh giá và sử dụng chúng mà thôi à, đấy là cái điều mà nó quan trọng nhất trong cái thuộc tính của chứng cứ Thứ hai là về tính liên quan của chứng cứ thì nó thể hiện ở chỗ là chúng phải có liên quan tới sự kiện đang cần được chứng minh. Nếu giữa cái sự kiện cần được chứng minh và những cái chứng cứ đó mà không có mối liên hệ nào thì đương nhiên là những tài liệu, những cái đồ vật đó không được coi là chứng cứ. Và thuộc tính cuối cùng là do con người tạo ra, đó là tính hợp pháp. Đây là những cái thuộc tính mà tự thân của nó thì không có, mà nó do quy định con người đặt ra nhằm giới hạn và buộc các bên sử dụng chứng cứ phải tuân thủ theo một quy định chung nhằm đảm bảo có cái chuẩn mực trong hoạt động tố tụng và đặc biệt là đảm bảo cái sự chuẩn mực của chứng cứ à, gồm có thuộc tính khách quan và thuộc tính liên quan chính là hai thuộc tính về nội dung còn thuộc tính hợp pháp thì chính là thuộc tính về mặt hình thức của chứng cứ Vậy những vật gì được coi là chứng cứ thưa anh? À, những vật mà có hội tụ đầy đủ 3 thuộc tính nói trên thì được coi là những cái nguồn chứng cứ và cụ thể là theo quy định tại điều 94 Bộ luật tố tụng uh, dân sự năm 2015, điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điều 81 Bộ luật uh, tố tụng hành chính năm 2015. Có nghĩa là ba cái bộ luật tố tụng đấy thì nguồn chứng cứ chúng tôi được sắp xếp lại như sau. Mỗi một điều luật thì nó có những cái định nghĩa riêng, nó có một cái sự phân loại riêng một chút nhưng mà con lại thì gồm có những cái nguồn chứng cứ như thế này. Thứ nhất đó là những cái tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, bao gồm cả dữ liệu điện tử. Thứ hai là các cái vật chứng. Vật chứng là những cái thứ mà tương đối là đa dạng, phổ biến và đây là cái nguồn chứng cứ mà theo chúng tôi là quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thu thập. À, thứ ba là lời khai của các đương sự. Thứ tư là lời khai của những người làm chứng. Thứ năm là kết luận giám định của cơ quan chức năng. Thứ sáu là biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ và thứ bảy là văn bản ghi kết quả thẩm định tại. ภัยสัม thẩm định giá của tài sản. Mục thứ 8 cũng là một cái mục khá là quan trọng đó là văn bản ghi lại các cái sự kiện, các cái hành vi pháp lý do những cái người có chức năng thực hiện. Đây chính là các cái biên bản mà chúng ta nên cần phải có khi có những cái vụ tranh chấp giữa chúng ta với người khác xảy ra. Và nguồn thứ 9 đó là văn bản công chứng và chứng thực của các cơ quan nhà nước hoặc là các cái cơ quan mà có thẩm quyền do nhà nước Việt Nam tiến hành cho cho phép thì những cái văn bản này đều là những cái nguồn chứng cứ quan trọng mà để xác định cái tính hợp pháp của nó. 10 là các cái nguồn khác mà pháp luật sẽ có những cái quy định riêng mà ở đó thì từng những cái uh, nguồn chứng cứ mà chúng ta có thể xuất trình với tòa án để người ta có thể xem xét xem là uh, đâu là những cái 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 uh, chứng cứ mà có thể được chấp nhận trong cái vụ án đó. Trong số các cái nguồn chứng cứ nói trên thì các cái tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, bao gồm cả dữ liệu điện tử, các vật chứng là các cái chứng cứ mà theo chúng tôi là quan trọng nhất bởi chúng tồn tại khách quan và chúng có ngay tại từ cái thời điểm mà sự kiện pháp lý được hình thành. Uh, tuy nhiên thì những cái chứng chứng cứ khác thì cũng hoàn toàn là quan trọng nếu như chúng ta thu thập và chúng ta đảm bảo cho nó đầy đủ ba cái thuộc tính như chúng tôi vừa mới nói ở trên lời khai của con người trong đó bao gồm là hai loại lời khai lời khai của người làm chứng và lời khai của người bị hại rồi người khai của bị can bị cáo thì cũng rất quan trọng nhưng nó chỉ trở thành chứng cứ trong một số điều kiện nhất định nó liên quan chặt chẽ tới cái vấn đề này nhân chứng và cái nơi của nhân chứng Vâng, như vậy luật pháp xác định lời khai của người làm chứng là một loại chứng cứ. Vậy xin anh trình bày rõ hơn về loại chứng cứ đặc biệt này và xin bắt đầu bằng việc xác định ai là người có đủ tư cách làm chứng trong các sự kiện pháp lý. À, chúng tôi trả lời ngay bằng cái câu hỏi đó là ai là người có đủ tư cách làm chứng trong các sự kiện pháp lý. Thì theo các cái điều 77 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điều 62 Bộ luật uh, tố tụng hành chính 2015 thì những người biết được các tình tiết có liên quan đến vụ việc vụ án được đơn sự đề nghị hoặc được các cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập để tham gia tố tụng thì là những người làm chứng những người sau đây thì tuy có thể biết được hoặc chứng kiến một sự kiện pháp lý nhưng sẽ không thể trở thành người làm chứng được bao gồm là cái người mất năng lực hành vi dân sự hoặc có nhược điểm về tâm thần thể chất hoặc là không có khả năng nhận thức à, tại sao họ không được sử dụng như là một người làm chứng bởi họ không thể là người làm chứng bởi lời khai của họ có thể không đúng sự thật bởi do nó hạn chế nội tại của mình hoặc là do những cái hạn chế về nhận thức nhóm người thứ hai mà cũng không thể trở thành người làm chứng được mặc dù là có thể biết các cái tình tiết liên quan vụ án đó là những cái người mà có quyền nghĩa vụ liên quan trực tiếp trong cái vụ án trong cái vụ việc đó à, bởi vì lời khai của họ thì nó sẽ không thể khách quan và độc lập được bởi vì họ đã đang là những cái người mà đã có liên quan trực tiếp với quyền và lợi hợp pháp của mình nên lời khai của họ nó sẽ thiếu cái sự trung thực vậy thưa anh người thân người quen của ai đó biết hoặc chứng kiến sự việc sự kiện pháp lý thì có thể đề nghị để trở thành người làm chứng được không trường hợp họ hoàn toàn không có mối liên quan về quyền nghĩa vụ và lợi ích với bất kỳ bên nào À, cảm ơn Ninh Đây là một câu hỏi khá hay mà để trả lời chúng thì chúng ta chỉ cần hiểu chính xác lại các cái điều luật, điều 77 bộ luật tố tụng dân sự, điều 66 bộ luật tố tụng hình sự và điều 62 luật tố tụng hành chính mà thôi. À, chúng ta sẽ dành cái phần này để thảo luận trên lớp, để làm sáng tỏ. Chúng tôi xin lưu ý à, những ai chuẩn bị cho cái bài học trên lớp thì chỉ cần đọc lại ba cái điều luật 77, 66, 62 trong ba cái bộ luật tố tụng mà chúng tôi vừa mới trình bày này chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu được và chúng chúng ta sẽ có cái câu trả lời rất là rõ ràng vâng cảm ơn anh vậy khi nào thì lời khai của người làm chứng được xem là chứng cứ ạ à? À, như đã đã trình bày, lời khai của người làm chứng là một loại chứng cứ đặc biệt và chúng có những cái đặc tính khác với các nguồn chứng cứ khác nên do đó nó phải bị giới hạn trong hai cái quy định sau đây. À, thứ nhất, lời khai của người làm chứng thì chỉ được coi là chứng cứ khi nó phù hợp với các cái tình tiết của vụ án, vụ việc và phải giải thích được cho các cơ quan tiến hành tố tụng tại sao cái người làm chứng này biết. À, và thứ hai nữa là cái lời khai của người làm chứng thì không bao giờ được sử dụng chúng như là một chứng cứ duy nhất để làm căn cứ giải quyết vụ án, vụ việc. Vấn đề này thì đã được quy định thành luật trong các cái điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, điều 91 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điều 82 Luật tố tụng hành chính 2015. Cái việc giới hạn này nó nằm ở chỗ như như thế này, đó là lời khai của người làm chứng tuy cần thiết nhưng mà chúng có thể mang tính chủ quan, cảm tính của người khai. Các suy nghĩ, các cái nhận thức của con người thì có thể bị tác động bởi bị chi phối bởi nhiều yếu tố vì thế chúng không thể là cái chứng cứ duy nhất để dùng làm căn cứ để giải quyết các cái sự kiện pháp lý hoặc là do chúng cũng ít cái tính khách quan hơn với các cái nguồn chứng cứ khác nên là chúng phải bị phụ thuộc vào các nguồn chứng cứ khác và đặc biệt nhất là vật chứng. À, đây là những cái điều quan trọng nhất trong một cái vụ án hình sự. Bởi như chúng ta đã từng theo dõi à, vụ án tử tù hồ duy hải và đặc biệt mới đang diễn ra đó là vụ án đồng tâm thì đều là những cái điều mà chúng ta cần xem xét lời khai hay là lời buộc tội nào đó thì không thể trở thành một cái chứng cứ duy nhất buộc tội người mà phạm tội. Thưa quý vị, để giải quyết một tranh chấp pháp lý nhất định chúng ta phải có chứng cứ, lời khai của người làm chứng chỉ là tuy cần thiết nhưng không đủ khả năng để dùng làm căn cứ duy nhất giải quyết tranh chấp pháp lý. Đó là những điều chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong video này. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp và các vấn đề khác trong hoạt động tốt tụng hoặc bài học trực tiếp trên lớp. Cảm ơn Enmin, cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái bài giảng hoặc là các cái bài học ở trên lớp.